còn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Đừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà chơi vơi không tiếng cười trẻ thơ. Người người như đời một màu lam thương nhớ, hỏi thăm anh mới biết tên vui lên đường vòng chinh. Giờ tôi nghiệp lính, đời tôi đã bước kiếp phong trần rồi ba nơi. Anh quân dân sâu, bàn tay sạm nắng cháy không còn nhạy nhạy thương. Qua thời gian nào đó, tôi chiếm đi chương trình quen về nhà hôm nay. Mơ một đêm trời thanh, nằm chung chuyện quang chúc tâm từ của bọn lúc này nơi quán trò buồn vui có vì không biên thư kể chuyện nhé. Làm linh quay hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết rồi tại sao. Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa tiếng ly, đời dài như chiến sĩ kinh xa một lần đi. Bạn anh đi nước vì anh đi máu thắm ra gian người Việt Nam.
Vâng, xin mời anh Sơn ạ. Cô Loan chuẩn bị.